cái yếu tố nữa mà họ nhìn vào, đó là à vậy các con đam mê ở trong cái lĩnh vực học tập như thế, điểm học của các con như vậy, điểm SAT là như vậy, thế vậy thì các con muốn theo học về chuyên ngành về computer science, vậy thì hoạt động ngoại khóa nào của các con thể hiện được cái điều đó, các con sẽ mong muốn để theo học về cái chuyên ngành về khoa học về máy tính. Thế vậy thì có rất là nhiều bạn nghĩ rằng là về khoa học về máy tính thì con bắt buộc là phải có những chương trình lập trình về máy tính, cái điều đó hoàn toàn đúng và cũng không đúng. Thế vậy thế nào là phù hợp với các con? Có rất là nhiều trường mà có chương trình về computer science, họ sẽ nhìn vào cái gì, điểm toán của các con, trường con có cái môn học về computer science hay không, hay trường con có những cái level về computer science hay không, thì tùy thuộc vào profile của từng trường họ sẽ nhìn vào cái điều về học thuật đó của các con. Về cái vấn đề ngoại khóa của các con thì có thể nói đây là một trong những cái mà rất hoạt động rất là quan trọng. Tuy nhiên thì các con cũng cần phải chú ý rằng là quan trọng nhưng nó phải phù hợp với các con. Thế phù hợp ở đây có nghĩa là như thế nào? Khi mà các con nộp hồ sơ vào một trường thì các con không thể có cùng một cái hoạt động ngoại khóa giống như là rất là nhiều các bạn học sinh Việt Nam khác cũng nộp vào trường họ, cũng có thể năm đấy hay là năm trước đây, đúng không ạ? Thế thì với cái hoạt động ngoại khóa nó phải phù hợp gì? Nó phải thể hiện được cái mong muốn của các con trong cái chuyên ngành các con muốn theo học này, về trong cái sở thích cá nhân của con này, cái điều gì là cái điều thể hiện được cái thế mạnh của các con, hay rằng là cái điều gì vô cùng quan trọng trong cuộc sống đối với các con. Và hoạt động ngoại khóa nó được định nghĩa là cái gì? Là những cái gì ngoài phạm vi của lớp học, ngoài phạm vi của tính điểm. Và tất cả các cái trường đại học họ đều biết rằng họ, bởi vì họ đều là những con người rất là bình thường như mỗi chúng ta thôi, cũng như là các anh các chị đang ngồi đây, cũng như chính bản thân tôi, chúng ta cũng biết là cái quỹ thời gian của chúng ta là như thế nào, đúng không ạ? Như bản thân tôi rằng là tôi thấy là một ngày trôi qua quá là nhanh, mà các con nó học từ sáng 8 giờ sáng cho đến tận 3 giờ chiều rồi. Chỉ có ngày cuối tuần, ví dụ là các con còn có thời gian thứ bảy và chủ nhật, sau cái giờ học chỉ được có khoảng tầm là 2 đến 3 tiếng đồng hồ cùng lắm là một ngày thôi. Làm sao mà kỳ vọng là các con nó phải có những cái dự án vô cùng là lớn lao, rồi rằng là con phải làm cái dự án liên quan đến nghiên cứu cái này, rồi là hàng không vũ trụ ra làm sao, rồi là phải có cái dự án về kinh tế như thế này ABCD. Cái điều đó là cái điều mà tất cả các trường họ nhìn thấy là hơi bị phi lý. Bởi vì trong cái phần hoạt động ngoại khóa của các trường, họ bao giờ cũng có phần là bao nhiêu giờ một tuần, bao nhiêu tuần trong một năm, việc chúng ta cộng giờ lại nó sẽ phù hợp ngay cái việc rằng là con có thực sự là có thời gian để làm cái hoạt động ngoại khóa đó hay không. Vì thế các con cứ làm những cái gì chúng ta thực sự thích, nhưng khi mà chúng ta thể hiện, nhất là cái cách viết ở trong cái phần mà hoạt động ngoại khóa, nó thể hiện rất là nhiều ở trong đó. Chứ còn chúng ta có làm rất nhiều, chúng ta có làm đến hàng chục các cái hoạt động ngoại khóa đi chăng nữa, nhưng cái việc thể hiện không có tốt ở trên cái Common App hay là trên cái UC App thì nó cũng không có cái giá trị gì hết cả.